Các bạn biết không, từ 18 tuổi, da của chúng ta đã bắt đầu quá trình lão hóa. Nếu không chăm sóc kịp thời và đúng cách thì dấu hiệu tuổi tác và những khuyết điểm không đáng có như là tàn nhang hay là mụn ẩn sẽ xuất hiện. Hôm nay chúng ta hãy cùng chăm sóc và tập luyện cho vùng da mặt trong những ngày khô lạnh này nhé. Với các bạn muốn làm trắng da, mặt nạ cà chua và sữa tươi sẽ là lựa chọn đầu tiên với công thức 1/2 trái cà chua nghiền cùng 1/2 hộp sữa chua. Với những làn da ngoài 32 tuổi, để chống lão hóa thì hãy trộn một quả trứng và một thìa nha đam tươi. Còn đây là công thức chống nám cho các bà và các mẹ, một quả trứng gà và hai thìa cà phê nước cốt chanh. Để làn da săn chắc, các bạn hãy trộn một thìa bột nghệ với một thìa dầu dừa. Với những làn da trẻ hoặc dưới 23 tuổi đang có mụn, hãy thử loại mặt nạ bằng một thìa bột quế với một muỗng mật ong. Và cuối cùng, công thức dành cho mọi làn da nếu như muốn làm sạch lỗ chân lông, hãy trộn 1/2 hộp sữa chua cùng với 2 thìa bột yến mạch. Chúc các bạn có một làn da khỏe, đẹp và tươi trẻ với 6 công thức vô cùng đơn giản trên.